À, đến đây thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể cái sản phẩm của chúng ta, đúng không ạ? Thì thành phần của nó chúng ta biết rồi, thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là ma quy cụ thể một chút hơn nữa, sâu hơn một chút nữa, đúng không ạ? Là nó tác động như thế nào. Vậy đây thì tôi nhắc lại ở bài này, đó là tác dụng dược lý của ma quy, riêng của ma quy thôi, đúng không ạ? Nó đã gì đủ để xử lý các vấn đề như chúng ta vừa chia sẻ. Đó là chống oxy hóa rất là mạnh, và đặc biệt là gì, nó giảm stress oxy hóa. Stress oxy hóa này có thể xảy ra tại tế bào, từng loại tế bào một, tại tế bào mỡ cũng có, và khi nó xảy ra cái quá trình này, tức là quá trình mất cân bằng giữa gì gốc tự do tích quá nhiều ở trong tế bào, đúng không ạ? Và lúc này cái khả năng chống oxy hóa nội sinh không xử lý được, nó không dọn được rác nữa, thì xảy ra cơn bão, xảy ra stress oxy hóa, đúng không ạ? Cho nên nó lấn át và nó gây tổn thương chính tế bào. Thì cái cơ chế này nó xảy ra mọi tế bào chứ không phải mỗi tế bào mỡ. Và đặc biệt ở những người béo phì và tiểu đường thì nó xảy ra tế bào mỡ rất là cao, xảy ra ở tế bào tuyến tụy rất là cao, xảy ra ở tế bào não rất là cao, xảy ra ở tế bào thận rất là cao. Các bạn ạ, nhá. Rồi xảy ra ở tế bào nội mô động mạch rất là cao chẳng hạn. Thì đây chính là những cái nơi mà sẽ và xảy ra ở gì tế bào xương cũng rất là cao. Cho nên đó là những cái vấn đề sẽ xảy ra ở những người béo phì và tiền tiểu đường hay tiểu đường, đúng không ạ? Cũng loãng xương rồi gì tim mạch rồi thì vân vân, đúng không ạ? Thì đây chính là cái vấn đề mà gì nó sẽ xảy ra ở tế bào. Thì cái tác dụng dược lý của ma quy là gì, nó sẽ giảm stress ở đấy, chống oxy hóa và dọn sạch những cái gốc tự do ở đấy, nếu chúng ta dùng đúng dùng đủ, đúng không ạ? Và ngoài ra nó làm khỏe, kích hoạt hệ thống chống oxy hóa nội sinh, bởi bổ sung thêm ở ngoài là chúng ta uống vào, nhưng khi uống cái ma quy vào nó lại còn kích hoạt hệ thống chống oxy hóa nội sinh, đúng không? Bởi vì tại mỗi mỗi tế bào đều có thành phần những cái chất dọn rác nằm sẵn ở đấy rồi, đúng không ạ? Nhưng bởi vì nó viêm mãn tính rồi thì những cái tế bào của chúng ta sinh ra không đủ những cái hoạt chất mà chống oxy hóa nội sinh này, không đủ để tranh chấp với nó, để chiến thắng nó, cho nên mới xảy ra cái cơn bão này, stress oxy hóa này, đúng không ạ? Thế thì chúng ta bổ sung vào và lúc qua đó làm khỏe cái hệ thống này, và đã có những cái bằng chứng, những cái nghiên cứu chứng minh rằng ma quy chiết xuất ma quy nó làm khỏe cái hệ thống này, tức là tăng SOD glutathione hoặc là gì catalase, đúng không ạ? Trong cái quá trình, và khi tăng cái hệ thống đấy thì làm sao? Nó thải độc vô cùng tốt cho chúng ta, đúng không ạ? Và khi chúng ta muốn giảm cân thì sao? Chúng ta muốn giảm cân thì ngoài chống rối loạn chuyển hóa thì chúng ta phải gì? Thải độc nữa, đúng không ạ? Chúng ta thường hay làm cái động tác thải độc trước, đúng không ạ? Thì đây là chính là cái hệ thống này nó thải độc rất là mạnh cho chúng ta, đúng không ạ? Và ngoài ra thì đương nhiên với cái thành phần như thế này nó làm cân bằng và khỏe hệ miễn dịch, đúng không ạ? Vì làm khỏe hệ miễn dịch thì nó sẽ giảm cái quá trình gì, giảm cái quá trình mà gây viêm và tiết ra những cái hoạt động, nó giảm cái quá trình mà phản ứng cực đoan của tế bào miễn dịch đối với cái quá trình viêm trong cơ thể, thì tức là nó sẽ giảm tiết ra những cái yếu tố gây viêm gây hoại tử tế bào, đúng không ạ? Thì nó sẽ giảm tổn thương tế bào tuyến tụy, giảm tổn thương ở tế bào tim, hoặc là nó sẽ giảm những cái xơ vữa, đúng không ạ? À, thì lát nữa chúng ta sẽ nhìn kỹ bằng con đường ấy. Và cái tác dụng thứ tư nổi lên của ma quy đó là chống viêm. Nó chống viêm vô cùng mạnh mẽ. Lát nữa các bạn sẽ biết là nó người ta nghiên cứu tỉ mỉ mà đến mức độ nó chống viêm như thế nào, đúng không ạ? Và chính vì nó chống viêm cho nên nó giảm hết các rối loạn chuyển hóa. Giống như khi nãy tôi đã phân tích là một cái tế bào mỡ nó bị viêm thì nó tiết ra hàng bao nhiêu loại chất. Và chính những cái hóa chất đấy gì được tung ra và làm thối chính nó và làm thối cả tế bào lành khác. Tức là nó đã nằm lấn ở trong tế bào tuyến tụy rồi thì bây giờ những chất ấy nó tiết ra nó lại gây viêm cả tế bào tuyến tụy, đúng không ạ? Cho nên nó mới dẫn đến gì tiểu đường, đúng không ạ? Và lâu dài tổn thương không hồi phục, đó là như thế. Và ngoài ra thì đương nhiên chống rối loạn chuyển hóa, giảm cân, và một cụ thể hơn đó gì, đương nhiên nó sẽ giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đúng không ạ? Và gì sa sút trí tuệ vân vân đó. Thì đây chính là những cái tác dụng dược lý của ma quy. Thì hôm nọ chúng ta cũng đã học qua rồi, thì tôi có bây giờ tôi phân tích kỹ lại hơn một chút cái phần mà nó liên quan trực tiếp đến giảm cân, đúng không ạ? Còn ngoài ra cái tác dụng xa của nó là đương nhiên nó cải thiện hoạt động của gan thận não phổi tiêu hóa, đúng không ạ, và chống ung thư. Thì để chúng ta hiểu được cái tác dụng dược lý của ma quy rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì nó nằm ở đây. Vậy thì kết lại cái con đường giảm cân của ma quy có thể bằng 5 cái con đường chính này, đúng không? Chống oxy hóa. Luôn luôn chúng ta nhớ là muốn giảm cân chúng ta phải chống oxy hóa là như vậy. Dọn rác cho tế bào mỡ, dọn rác cho tế bào thì mới không viêm. Và không viêm thì nó mới quay lại hoạt động được, đúng không ạ? Đó, và chống viêm. Cái thứ ba là chống rối loạn chuyển hóa. Bốn là gì? Ức chế con đường sản xuất glucose từ carbon hydrate. Nha. À, lúc này chúng ta sẽ học đến cái phần này, và tăng sản xuất cũng như hấp thu
glucose từ đạm và mỡ. À, chúng ta đến đây chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cái cơ chế chính của nó nữa. Tác động trực tiếp vào khâu gì ạ? Hấp thu glucose, đúng không ạ? Vậy nó ức chế cái con đường sản xuất glucose từ con đường tinh bột nhá. Nhưng nó lại tăng sản xuất glucose từ đạm và mỡ. Như vậy thì nó sẽ lôi đạm và mỡ ra. Vậy sẽ có một vấn đề xảy ra ở đây. Nếu như nó vẫn cứ gì ạ? Nếu chúng ta không cung cấp tinh bột, đúng không ạ? Hoặc có cung cấp tinh bột thì nó cũng vẫn gì, nó đã ức chế con đường này rồi. Cho nên chúng ta gì? Không cần phải ăn kiêng tinh bột quá mức, đúng không ạ? Chúng ta vẫn phải ăn bởi lý do này. Tất cả các tế bào chỉ ăn gluco nha các bạn nha, chỉ hấp thu gluco thôi chứ không hấp thu đạm hay mỡ. Tế bào cơ, tế bào đạm hay tế bào não đều ăn đường. Đấy, đều ăn gluco. Nhưng gluco thì nó lại đến từ nhiều nguồn, đến từ carbon hydrate, đến từ đạm và mỡ. Các bạn hình dung chưa? Vậy thì query của chúng ta sẽ ức chế cái con đường lấy gluco từ carbon hydrate. Cho nên chúng ta có ăn cơm vào nó sẽ ngăn, nó vẫn cứ ngăn. Nhưng nó sẽ tăng lấy đường từ gì, từ đạm và mỡ, tức là nó rút từ mỡ của chúng ta. Ngoài cái chuyện nó chống viêm, làm tế bào mỡ tốt lên, vân 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 rồi, chống rối loạn rồi, nhưng nó lại tăng gì, đốt cháy mỡ, tăng gì, chuyển mỡ thành gì, thành đường để cho cơ hoạt động. Nhưng nếu như chúng ta không hiểu được cơ chế này thì sao, chúng ta không hoạt động thì cái cơ nó gì, nó không cần ăn, cho nên gì nó sẽ tích lại và như vậy thì sao, cứ rút. À, nó sẽ rút từ mỡ hoặc từ đạm tùy người. Nếu như người này gầy quá mà lại vẫn sử dụng mà không biết cách ăn nhá, hoặc chúng ta không biết cách dùng thì sẽ xảy ra vấn đề sao ạ? À, chúng ta thiếu đạm hoặc là chúng ta gì, teo cơ, đúng không ạ? Như vậy để chúng ta biết thì nó sẽ giảm cân cả từ mất cả đạm, tức là giảm cả cơ, giảm cả mỡ. Và lúc này thì có đẹp không ạ? Không đẹp. Vì vậy chúng ta phải tăng cơ bằng cách thì chúng ta vận động hợp lý. Thì lúc này gì, đạm nó sẽ không lấy từ cơ nữa, bởi vì cái cơ chế điều tiết của cơ thể rất là tinh vi, đúng không ạ? Khi mà cơ tức là đạm rồi, đang cần đạm rồi thì làm sao, nó sẽ chuyển gluco nhiều vào cơ để cho cơ ăn và cơ vận động. Và nó lúc này nó chỉ tập trung vào lấy gì, lấy gluco từ mỡ thôi, sản xuất để lấy mỡ để sản xuất gluco, và từ gluco này mới gì, mới vào cơ. Để chúng ta biết rằng là chúng ta muốn giảm cân tốt nhất, cho dù là sản phẩm của chúng ta rất tuyệt vời, nhưng là chúng ta phải phối hợp với vận động. Nếu chúng ta ngồi một chỗ thì thời gian đầu chúng ta sẽ thấy giảm cân, nhưng thời gian lâu dài nếu chúng ta tiếp tục sử dụng nó hàng năm chúng ta sẽ thấy gì, hậu quả, đúng không ạ? À, đây là một cái sơ đồ để tôi tổng kết lại. À, cái này thì tôi phải hì hục làm vẽ mất cả buổi chiều để có thể gói gọn lại cái cơ chế giảm cân bằng bằng cách từ thức ăn, cái con đường giảm cân của query. Nếu các anh chị thuộc được cái này thì đã coi như là đã gần hết cái cơ chế của nó, cơ chế tế bào rồi, mang tính khoa học rồi. Ví dụ thức ăn cung cấp gì, tinh bột, thịt, mỡ, thì khi qua máu ấy, thì nó sẽ gì, sẽ trở thành gì ạ, gluco này, rồi axit béo này, axit amin chẳng hạn, thì nó sẽ được hấp thu vào gì, vào gan. Thì cái anthocyanin của chúng ta nó chặn cái con đường hấp thu glucose vào vào máu các anh chị ạ, không được vào máu nữa, tức là nó chặn ngay từ ruột bằng cái kích hoạt cái enzyme alpha glucosidase, tức là cái enzyme mà cắt cái tinh bột nhỏ ra và biến thành glucose, xong bắt đầu mới thẩm qua cái thành thành ruột đó, thẩm qua cái thành ruột, từ đấy mới theo động mạch để đi tới gan, mới theo đường để đi tới gan. Các anh chị hình dung chưa? Nhưng ở đây đã bị cắt. Như vậy là để nói rằng chúng ta gì, không cần gì, không cần kiêng tinh bột quá mức. Chúng ta vẫn ăn cơm giống như như bình thường, đúng không ạ? Chúng ta ăn bình thường để tránh tụt đường huyết, đúng không ạ? Cái thứ hai, lát nữa sẽ nói sâu hơn nữa. Cái thứ hai này, chúng ta vẫn gì, cung cấp sữa, tuy nhiên chúng ta phải phân bổ lượng ăn và tính lượng calo, lát nữa thì sẽ ở nằm ở cái kế hoạch, cái chiến lược nhé. Cái thứ hai, nó vẫn gì, vẫn cho hấp thu axit béo qua ruột, vẫn hấp thu axit amin qua ruột. Như vậy thì làm sao, chúng ta ăn cái này để chúng ta có năng lượng, đúng không ạ? Ngoài ra làm sao, bắt đầu ở gan thì gluco sẽ gì, sẽ được tích tụ thành glycogen, đúng không ạ? Và hoặc là sẽ biến thành axit béo nằm ở
sẽ được sản xuất thành axit béo và một phần sẽ được biến thành đạm. Đấy, thì cái con đường này bị cắt rồi, đúng không ạ? Bị cắt rồi. Thế thì vậy chỉ còn vai trò của axit béo chúng ta ăn vào và axit amin chúng ta ăn vào. Vậy cái axit béo này khi vào gan thì sao? Nó sẽ biến thành mỡ trung tính, gọi là triglyceride, đúng không ạ? Đó là cái mỡ trung tính mà chúng ta đi xét nghiệm chúng ta vẫn thấy đó. Và cái này thì sao? Nó sẽ có một phần biến thành gì ạ? Lipid, tức là các axit amin, để sau đấy lại biến thành glucose để bổ sung cho cơ. Nhưng một phần gì ạ? Sẽ biến thành cholesterol xấu, đúng không ạ? Cholesterol xấu nếu được sản xuất ở mức độ bình thường thì nó rất cần thiết để nó làm bền cái thành mạch, đúng không ạ? Nó vừa phải thì nó có vai trò, đúng không ạ? Và thế nhưng nếu gì nó quá mức thì nó sẽ gì ạ? Gây ra xơ vữa, đúng không ạ? Và một cái con đường là đạm, nó được hấp thu qua ruột, nó lại cũng vào gan, các bạn thấy không? Và từ gan nó mới phân bổ đi các nơi và để tạo thành gì ạ? Đến tế bào để tạo thành ATP rồi để tạo thành cơ, đúng không ạ? Và nó cũng lại sản xuất đường. Như vậy là cái nguồn gluco đều lấy gì? Đều lấy từ mỡ, từ gì? Từ đạm và từ tinh bột. Để cuối cùng glucose phải gì? Vào tế bào, bởi các tế bào chỉ ăn đường, chỉ ăn gluco, đúng không ạ? Thế nhưng mà gì, ở người tiểu đường thì làm sao ạ? Muốn cái gluco này vào được cơ thì phải có insulin làm việc. Đấy, insulin nó phải làm việc với cơ. Và cơ insulin nằm tại cơ này nó phải gì? Nó phải nhận. Thế nhưng vì kháng insulin tại cơ rồi cho nên này, cho nên ở người tiểu đường bị kháng insulin tại cơ, bởi lý do là do tế bào mỡ nó gì tấp ở đây nhiều quá, gây viêm, gây rối loạn rồi, cho nên đường không vào được cơ, cho nên người ta teo cơ và người ta vẫn đói, mặc dù đường lang thang ở ngoài máu rất là nhiều. Như vậy đói người ta lại phải ăn. Và ở người béo phì cũng vậy. Vậy thì làm sao? Và đó chính là gì? Cái cách giảm cân của QRI là gì? Chúng ta hiểu nó mới chặn một con đường này thôi. Nhưng bằng cái cách gì ạ? Nó chống rối loạn chuyển hóa cái mỡ này này, và chống kháng insulin tại cơ này này, để tăng sử dụng gluco này này, và tăng tăng sử dụng gluco lấy từ từ mỡ, từ đạm này này. Các bạn đi dùng từ đạm của thức ăn này này, đúng không? Để vào cơ. Vậy thì nó xử lý cả cái khâu tại cơ, tại mô, tại tế bào, não, tế bào cơ, tế bào xương. Và nó dọn rác, nó chống viêm, chống gốc tự do tại mô, tại cơ, để gì? Tiếp nhận đường vào. Và cơ có cái ăn, tế bào não có cái ăn, cho nên tế bào não hoạt động tốt và gì, cơ hoạt động tốt. Và đương nhiên muốn tiêu được cơ để có hiệu quả thì sao? Não phải làm việc, cơ phải làm việc, và như vậy cơ mới phát triển, và giảm mỡ tăng cơ là lý do đấy, đúng không ạ? Thì đây chính là gì, một cái con đường để hiểu, nhìn qua đây chúng ta hình dung là nó tác động ở những khâu nào, đúng không ạ? Ở đây thì tôi không đưa cái yếu tố chống viêm vẽ vào đây, nhưng để vừa nói vừa rồi, để chống oxy hóa và chống viêm như thế. Và chống viêm và chống oxy hóa nó cũng gì, cũng nằm hết ở mọi khâu như thế này, kể cả từ tế bào ruột, đúng không ạ? Tế bào ruột mà rối loạn, mà gì tích mỡ rối loạn thì nó cũng gì rối loạn con đường này. Từ đây để nói rằng là mỡ nó tấp ở khắp mọi nơi, nó đều gây rối loạn ở khắp mọi nơi, đều gây gián đoạn các con đường này. Các bạn hình dung chưa? Vậy thì khi nãy query nó chặn chính là đây tại ruột. Tại ruột là có cái enzyme này, nó chuyên môn nằm ở viền bàn chải của lớp tế bào ở ruột, ở cái màng nhầy đấy, gì để nó cắt nhỏ cái cơm của chúng ta, cắt nhỏ tinh bột, cắt nhỏ sữa thành thành cái gluco luôn, và qua đây nó mới gì đưa vào máu được, đưa vào máu, và máu bắt đầu mới gì? Bắt đầu mới đi đến gan, và bắt đầu từ đấy mới đi đến, mới trở thành gì năng lượng vào cơ thể, đúng không ạ? Thì nó cắt con đường này. Như vậy là chúng ta có ăn vào thì cũng giờ nó cũng không vào được, cho nên các bạn gì cũng vẫn cần ăn nhá. Thế có người sẽ nói rằng là nếu nó ăn vào cũng vô ích thì ăn làm gì? Không, nó không cắt được hoàn toàn, bởi cái liều lượng một ngày chúng ta dùng có liều lượng thôi, bởi chúng ta còn phải gì, phải nuôi tế bào, bởi lý do thế này này. Nguyên tắc của các tế bào là gì? Nó lấy một ngày nó phải tiêu thụ năng lượng từ đường, từ nguồn của chính tinh tinh bột là 60% cơ. Và còn lại thì là gì? 25% phải từ đạm và 15% phải từ mỡ. Công thức đấy là gì? Mới là nó mới tiếp thu. Vậy ta cắt mất hẳn cái con đường tinh bột này rồi thì tế bào chúng ta luôn luôn bị đói, mặc dù gì? Vô cùng gì? Mặc dù là gì? Nó sẽ gì? Tăng cường lấy năng lượng từ đường mỡ với từ mỡ với đạm này thì nó cũng chỉ được là bao nhiêu? Chỉ được có 40% năng lượng của nó thôi. Con số còn lại là nó không được ăn. Như vậy là gì? Tế bào của chúng ta bị đói. Các bạn hình dung chưa? Và chính cơ thể chúng ta cũng sẽ gì? Không cảm thấy được khỏe.
Như vậy cho nên chúng ta vẫn vẫn phải ăn đường, và như vậy để cho các bạn hiểu rằng chúng ta sẽ xây dựng một cái chế độ ăn cho chúng ta là gì? Thay vì mọi khi chúng ta ăn 10 phần tinh bột thì bây giờ chúng ta sẽ ăn gì? À, 5 phần tinh bột chẳng hạn. Hoặc là chia nhỏ bữa, đúng không? Chứ không thể gì ạ? Không thể cắt hết tinh bột được. Cho nên chúng ta ăn vẫn ăn vào thì cái query nó sẽ tác động, nó cắt được bao nhiêu cho chúng ta. Còn lại thì vẫn vào máu, đúng không ạ? Vẫn vào máu, nhưng vì nó gì ạ? Nó sẽ tăng cái tiêu thụ ở gì ở cơ cho chúng ta, cho nên chúng ta sẽ không bị thừa. Cái cơ chế của nó rất là hoàn hảo, nó lo từ khâu đầu đến khâu cuối là lý do đấy, đúng không ạ? Thì cái thứ hai nó gì, nó ức chế cái men alpha amylase của tuyến tụy này, và cái này làm sao nó phóng thích vào ruột, đúng không ạ? Thì và đây cũng chính là cái amylase mà gì, nó nằm ở tuyến nước bọt của chúng ta, chúng tôi ăn và chúng ta thấy gì, cơm nó ngọt, đúng không ạ? Nó cắt ra thì chính cái ma quy query của chúng ta nó cũng như vậy, nó ức chế cái enzyme này, thế là nó giảm cái khả năng cái khả năng tiêu hóa, nó giảm bằng con đường đấy nữa. Và cái thứ hai nó khiến chúng ta gì ạ, cảm thấy là no, bởi vì lúc này không có nhu cầu nhai cơm nữa. Thậm chí là tôi không biết chúng ta đã dùng trên thực tế thế nào, nhưng theo cái cơ chế này thì chúng ta sẽ gì, chúng ta ăn cơm chúng ta sẽ cảm thấy nó không ngon lắm, đúng không ạ? Tức là không hăm hở để mà ăn tinh bột lắm. Đó. Và cái thứ ba nó sẽ gì, điều chỉnh cái enzyme này, à như vậy là nó điều chỉnh ở cấp độ tế bào luôn đó. Vậy thì enzyme này nó là gì, à chúng ta sẽ tìm hiểu nhá, là bởi vì nó tác động đến gan, nó giảm gì, giảm sản xuất glucose tại gan, đúng không ạ? Như khi nãy chúng ta thấy là tại gan thì nó sẽ sản xuất glucose, thì lúc này gan ngừng sản xuất glucose đi, tích lũy thành glycogen ở gan đi và ngừng sản xuất này đi, đúng không ạ? Để lúc này chúng tôi sẽ lấy gluco gì, từ từ đạm thôi, từ mỡ trong cái người ấy thôi. Vậy thì lấy từ mỡ đi, cái mỡ tích đầy ở trong bụng đấy, trong nội tạng thì lấy đi. Đấy, thì chính đây là cái con đường, chứ nếu nó không chặn con đường này thì vẫn gì, vẫn tiếp tục rút gluco từ gan ra. Các bạn hình dung mỗi khi chúng ta đói, bởi vì glycogen nằm tại gan và gan có nhiệm vụ là gì? Khi đường huyết tụt một cái, khi cơ thể bị đói là ngay lập tức glycogen chuyển thành glucose và được gì, phóng thích vào máu ngay để cấp cứu. Đấy. À, vậy thì bây giờ nó đã bị ức chế cái enzyme này, cho nên cái khả năng gì ạ, à, giảm cái con đường mà chuyển thành glucose này giảm đi rất là nhiều, đúng không ạ? Như vậy là gì, bức cái cơ thể chúng ta phải rút đường từ mỡ, phải rút mỡ ra đốt cháy đi, phải rút mỡ ra để sản xuất đường để cho cơ nó ăn. Đấy. Để chúng ta hiểu được đây chính là, và đây chính là cái con đường tác dụng của ma quy, đúng không ạ? Rất là triệt để, rất là triệt để. Nhưng nó lại điều chỉnh nhé, chứ không phải là nó làm tăng hay làm giảm, nó lại rất hay ở chỗ này. À, nó lại cung cấp glucose khi nhịn đói, đúng không ạ? Đây là cái yếu tố enzyme như cái nãy tôi nói, khi mà đói thì nó cung cấp, đúng không ạ? Nhưng cái query của chúng ta nó ức chế, đúng không ạ? Nó ức chế. Thì lúc này nó bị ức chế ở gan, nhưng ở tại gì, à, tại mỡ, tại mô, tại đặc biệt tại mô xương hoặc mô mỡ, thì làm sao, thì cái enzyme này lại được gì ạ, lại được kích hoạt, lại được kích hoạt. Các bạn hình dung chưa, nó lại được kích hoạt và nó tham gia vào quá trình tạo đường từ từ cái mô mỡ, từ tế bào mỡ và axit amin. Cái này người ta gọi là con đường hình thành cái một cái chất đường mới, đúng không? Nó đi từ gì ạ? À, đi từ mỡ với đường. Như vậy đây chính là một cái cơ chế không hiểu sao mà trong cái tự nhiên chúng ta có một cái sản phẩm mà nó có thể tác động vào các khâu như này một cách tinh vi như này. Nó điều chỉnh ở gan thì nó ức chế cái enzyme này, nhưng ở xương, ở mỡ, ở đạm, đặc biệt là ở đạm và mỡ thì nó lại kích hoạt cái enzyme này. Các anh chị thấy hình dung chưa? Đấy. Thì nó lại cho nên lại càng tăng cái chuyện đốt mỡ cho chúng ta. Đấy. Thế còn với cái tác dụng như vậy thì nó chống nhiễm mỡ gan và qua đó giảm những cái cholesterol xấu và giảm béo rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và chống nhiễm mỡ gan thì gan lúc này là tế bào gan không bị tích mỡ, đúng không ạ? Không bị tích mỡ và rất là nhiều, và nó hoạt nó ngoài ra cái enzyme này nó còn gì, có tác dụng làm giảm mỡ máu và chống tích tụ
cái axit lactic khi chúng ta vận cơ và chúng ta thấy nhức mỏi chính là cái axit lactic này nó nằm ở cơ. Và khi mà axit lactic này nó nằm nhiều, nó có nhiều trong máu hoặc nằm ở mô ở đâu thì nó gây tổn thương viêm ở đấy, đặc biệt là nó gây tổn thương gì mô mỡ rất là cao nha các bạn nhé. Thì chính là đây cũng làm cái enzyme mà chống cái tích tụ axit lactic này, qua đó làm gì, nó chống cái rối loạn chuyển hóa mỡ cũng rất là tuyệt. Mà query thì lại điều chỉnh cái hoạt động của cái enzyme này. Như vậy là cả trực tiếp lẫn ra con đường gián tiếp thì query đã tác động vào cái rối loạn chuyển hóa mỡ một cách rất là toàn diện. Vậy thì những cái tác dụng đó đến từ đâu? Đến chính từ gì ạ? Tỷ lệ cái delphinidin này nó cao, nó chiếm đến gì ạ? Đến 80% trong cái hoạt chất anthocyanin. Và đây mới là cái yếu tố mà đặc thù riêng của query, đúng không ạ? Nó có cái thành phần delphinidin này cao. Chứ còn trong các cũng là anthocyanin, nhưng ở những cái loại quả mọc khác thì cái tỷ lệ này nó thấp hơn nhiều, đúng không ạ? Nó thấp hơn nhiều. Thì để chúng ta biết nó mang lại chính là nhờ cái hoạt chất này là chính. Đương nhiên trong cái query có rất là nhiều những cái hoạt chất chống oxy hóa, chống viêm khác nữa cùng phối hợp. Đấy. Vậy thì chúng ta tìm hiểu sang cái khả năng chống oxy hóa cao của nó thì tham gia vào con đường giảm cân như thế nào. Lúc nãy chúng ta đã nghe rồi đúng không ạ? Nó chống oxy hóa, nó dọn rác, cho nên qua đấy nó giảm viêm, cũng như là cái nó chống cái cực đoan, cái phản ứng cực đoan của hệ miễn dịch, đúng không ạ? Để sinh ra rất là nhiều cái yếu tố hoại tử, khối u hay là làm viêm, làm gây chết tế bào, tức là gây chết rụng tế bào mỡ, đúng không ạ? Hoặc tế bào da hay tế bào nội tạng. Thì đấy cũng là cái con đường của nó. Vậy thì ma quy cũng làm như vậy. Thì chúng ta xem qua cái hàm lượng hoạt chất sinh học có trong 100 gram chiết xuất ma quy. Nó có 50.000 millimol chỉ số ORAC, đúng không ạ? 3.000 mg anthocyanin, mà trong đó chiếm đến 80% delphinidin, đúng không ạ? Thế thì, và ngoài ra nó có gì ạ? Tổng số phenol. Phenol này nó là gốc, sau đấy nó mới chia nhánh là anthocyanin. Và cái phenol này đặc thù của nó là chống oxy hóa và chống viêm rất là mạnh. Ngoài ra nó còn có khả năng này, kháng virus và kháng khuẩn rất là tuyệt vời các anh chị nhé. Và nó gì? Chống rối loạn chuyển hóa rất là mạnh mẽ. Chính là vai trò của nó, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đi sâu thêm một chút nữa, nó chống rối loạn chuyển hóa, vai trò chống rối loạn chuyển hóa như thế nào? Nó là giảm chết oxy hóa tại gan này, tại thận này, tại mạch máu này, tại mô mỡ này, và nó ngăn ngừa xơ vữa, bệnh tim mạch ở người béo phì, đặc biệt là ở người béo phì và người hút thuốc. Và đặc biệt ở những người béo phì và người hút thuốc thì cái bệnh gì ạ? Cái bệnh tổn thương ở những gì? Ở gan, thận và mạch máu hay là mô mỡ này thì rất là trầm trọng, đúng không ạ? Vậy thì query đã làm giảm chết, giảm gốc tự do, tăng cái yếu tố chống oxy hóa nội sinh tại mô, tại những cái nơi này rất là mạnh mẽ, cho nên giúp nó hồi phục lại tế bào và chống cái tổn thương tế bào, cũng như chống cái quá trình chết rụng tế bào, đúng không ạ? Tức là các tế bào gì nó được sống trọn vẹn cái cuộc đời của nó, chứ không thì nó bị bức chết từ rất sớm. Cho nên tế bào chúng ta không có tế bào làm việc, đúng không ạ? Nội mô của chúng ta hoặc là tạng của chúng ta không có tế bào khỏe mạnh làm việc. Đấy. Đây là một cái thí nghiệm, đúng không ạ? Thí nghiệm chỉ cần gì 162 mg anthocyanin thôi, đúng không ạ? Cái chiết xuất từ ma quy thôi, đúng không ạ? Dùng trong đấy là một ngày và dùng trong 8 tuần thôi thì người ta thấy thế nào nhỉ? Thấy cải thiện tình trạng oxy hóa cái cholesterol xấu, đúng không ạ? Và một cái sản phẩm của cái gốc tự do ở nơi khác nữa thì người ta thấy rằng là nó giảm rất là nhiều, đúng không ạ? Ở cái người lớn thừa cân và người lớn hút thuốc. Như vậy là gì? Giảm cholesterol và giảm cái quá trình oxy hóa ở mỡ và đặc biệt là oxy hóa ở xương rất là rõ rệt, đúng không ạ? Và chúng ta biết là thường là những cái quá trình dọn rác hay quá trình chống viêm thì chúng ta phải có một thời gian, chứ không phải là chúng ta vài ngày đã xong, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải gì? Sử dụng cái sản phẩm của chúng ta tính theo tháng, đúng không ạ? Tính theo tháng này chúng ta mới xử lý được triệt để, đúng không ạ? Và với cái hoạt động nhặt rác triệt để này, dọn rác triệt để này và chống oxy hóa mạnh mẽ này thì làm sao ạ? Một cái điều tuyệt vời nữa, người ta tìm thấy được rằng là query nó chống cái oxy hóa cái axit béo omega 3 ở trong cơ thể của chúng ta. Và chúng ta biết là axit béo omega 3 vô cùng cần thiết trong cơ thể, đặc biệt là gì? Nó chiếm đến gì ạ? Hơn đến 90% nằm ở não bộ và thị giác của chúng ta, thậm chí cả thính giác chúng ta, đúng không ạ? Toàn bộ
Và nếu như mà làm sao ạ? Nếu như chúng ta để tế bào mỡ bị tổn thương, và đặc biệt ở những người bị rối loạn chuyển hóa thì sao ạ? Tại sao người ta lại bị Alzheimer sớm thế? Tại sao người ta gì mắt người ta bị tổn thương, đúng không ạ? Tại sao tai người ta lại kém, vân vân. Thì đấy chính là lý do đầu tiên là gì? Cái axit béo hoặc là cái mỡ béo này này, cái mỡ omega này này, nó là thành phần chính của tế bào não này, rồi mang tế bào này, mà làm sao nó bị tổn thương thì rõ ràng là phá hỏng rồi, đúng không ạ? Thì rõ ràng cực kỳ nguy hiểm. Chưa kể là omega 3 nó nằm ở tất cả các mang các tế bào. Và một khi có gì có sự hoạt hiện diện của omega 3 này được gì được hoàn chỉnh ở trong màng tế bào, thì mang tế bào đó rất là linh hoạt, rất là linh hoạt, rất là linh động, và cái quá trình trao đổi chất diễn ra rất là tốt. Cho nên tất cả các tế bào chúng ta đều đều phải có thành phần DHA này, đều phải có thành phần omega 3 này, các bạn hình dung chưa? Nhưng làm sao ở những người bị rối loạn chuyển hóa thì nó luôn luôn làm hỏng, nó oxy hóa ngay cái omega 3 này, bởi cái riêng cái axit béo omega 3 này là rất dễ bị oxy hóa, rất dễ bị gì bị các cái gốc tự do và cái oxy thừa trong trong máu, trong cái quá trình phản ứng trong cơ thể nó kết hợp với đấy, cho nên làm hỏng luôn màng tế bào, các anh chị đúng chưa? Và như đấy là lý do mà sao những người tiểu đường, những người béo phì, người ta sẽ dẫn đến gì ạ? Dẫn đến tổn thương và suy giảm trí nhớ, suy giảm trí tuệ và gì tăng tiến triển của Alzheimer, đúng không ạ? Rồi tổn thương Parkinson, đúng không ạ? Tức là bị Parkinson nữa. Thế để hiểu rằng đó chính là tổn thương sâu xa, chính là tổn thương bị rối loạn chuyển hóa cái omega 3 này. Đây là gì, cũng là mỡ, cũng là một chất béo, các bạn hình dung chưa? Thì query nó gì, nó bảo vệ cái omega 3 này rất là tốt. Đấy, người ta đã nghiên cứu thấy rằng nó bảo vệ chính cái omega 3 này. Đấy, bằng cách dọn rác chống viêm cho màng tế bào, đúng không ạ? Và ngoài ra thì đây là một cái hoạt động phân giải chế hai cái enzyme này cũng thông qua con đường chống oxy hóa nữa các bạn ạ. Đấy, những cái enzyme này các bạn khi nãy đã nghe rồi đúng không ạ? Và ngoài ra các thành phần hoạt chất khác nằm ở trong QRD cũng vậy, cũng lại gì tham gia một con đường chống oxy hóa rất là mạnh, và nó cũng lại tham gia một tay vào gì ức chế cái alpha mà và thủy phân tinh bột nữa. Thì để chúng ta biết là đấy đây chính là cái con đường mà giảm cân đúng không ạ? Góp phần vào cái tăng cái hiệu quả, tức là chính nó là gì cái hiệu quả giảm cân của QRD bằng cái con đường như này. Cái trang này thì để nói rõ hơn cái phần mà tôi vừa chia sẻ đúng không ạ? Nó làm suy thoái chất béo đúng không ạ? Cái quá trình mà omega 3 nằm ở cái màng tế bào của mọi tế bào, đặc biệt là màng tế bào não của chúng ta ấy, thì làm sao ạ? Và trong nằm trong tim này, rồi trong thành mạch này, rất là nhiều, tất cả các tế bào đều đều có đều cần cái omega 3 này, thì làm sao cái quá trình oxy hóa này đã bị làm sao cái gốc tự do nó ăn cắp mất điện tử đúng không ạ, từ cái lipid, tức là từ cái axit béo này, coi như là làm gì tổn làm vô hiệu hóa và làm tổn thương tế bào đúng không ạ. Thì cái quá trình này ấy, nó xảy ra đồng loạt, đặc biệt là ở những người rối loạn chuyển hóa mỡ, nó xảy ra đồng loạt ở mọi nơi trong cơ thể, cực kỳ nguy hiểm. Và về lâu dài, nếu quá trình này không bị ngừng lại các bạn nhé, nếu quá trình peroxid hóa cái tế bào này, lipid này ấy, mà không dừng ấy, không dừng sớm ấy, thì làm sao sẽ dẫn đến gì, có thể gây đột biến và gây ung thư và tổn thương ADN đó. Cho nên làm sao, đấy là lý do tại sao mà chúng ta phải dùng thêm omega 3. Vậy thì trong cái quá trình mà giảm cân hoặc quá trình mà chúng ta sử dụng ma quy của chúng ta ấy nhá, QRD của chúng ta, thì làm sao ạ? Thì chúng ta nên gì? Bổ sung thêm omega 3 các bạn nhé, nó đã bảo vệ ở trong cơ thể rồi, nhưng chúng ta nên bổ sung thêm cái thành phần này, bởi vì chúng tôi thấy trong cái thành phần dinh dưỡng của QRD của chúng ta nó cũng có axit béo, nhưng nó không quá nhiều cái axit béo omega 3 nhé, tức là cái axit béo mà không bão hòa đa, các bạn hình dung chưa? Thì nó có một phần axit béo không bão hòa đơn thôi. Thế vậy thì chúng ta nên bổ sung thêm cái này trong cái công thức của chúng ta, thì chúng ta sẽ đạt được gì, chống lão hóa rất là mạnh và giảm cân cũng rất là ổn, cũng như bảo vệ tế bào các tế bào mỡ lành lặn cũng như các tế bào khác rất là ổn nhé. Ngoài ra thì cái quá trình chống viêm của nó là gì ạ? Là
chống viêm ở mọi nơi đúng không ạ, và đặc biệt là ở đâu có tế bào mỡ thì nó lại càng lên chống viêm tốt đúng không ạ. Đặc biệt là như vậy thì trong cái thành mạch cũng rất là gì, rất là nhiều cái quá trình viêm nó sẽ xảy ra, bởi vì các tế bào mỡ tại rễ tại thành mạch bị tổn thương rất là nhiều, và tế bào mỡ tại đấy nó lại gây viêm và gây tổn thương các tế bào khác ở bên cạnh bằng cái cách nó tiết ra những cái enzyme như thế này, à những cái cytokine như thế này đúng không ạ, các yếu tố hoại tử, cho nên nó gây tổn thương, gây vết loét, gây viêm tại cái thành mạch của chúng ta đúng không ạ. Và cộng với cholesterol rồi thì mỡ ở lang thang ở trong máu, và nó kêu gọi gì tế bào đại thực bào đến cái vết viêm đấy, và tế bào đại thực bào lại nhả ra những cái yếu tố khác để định xử lý cái vết viêm ấy, nhưng thực chất là gì, làm tổn thương sâu thêm và gây sẹo, gây sơ hóa. Và đó chính là cái nguyên nhân gây gì, gây sơ vữa động mạch, gây hẹp động mạch, dẫn đến gì ạ, dẫn đến tăng huyết áp, và đó cũng có thể là một cái căn nguyên của những cái cao huyết áp vô căn đúng không ạ. Và ngoài ra nó cũng gây tổn thương y như thế ở tế bào thận, cho nên gây đến suy thận ở gì, ở người tiểu đường đúng không ạ, ở người tiểu đường. Và như vậy quay đi quay lại gì, mãi không xử lý được cái triệu chứng, cái hội chứng tăng huyết áp đâu đúng không ạ. Và cái suy thận cứ mỗi ngày mỗi nặng lên, thì chính QRP của chúng ta nó sẽ, thì khi chúng ta sử dụng nó sẽ chống viêm cái mạch máu đấy, và như vậy nó tác động đến cả tế bào gì, cả cái mạch máu tim, mạch máu não và mạch máu thận cho chúng ta đúng không ạ, thì nó sẽ gì dần dần phục hồi những cái cơ quan đó cho chúng ta. Như vậy đấy là một cái yếu tố chống viêm mạch máu nữa, và cũng nhờ chống viêm mạch máu mà gì sẽ giảm được cái rối loạn chuyển hóa đúng không ạ. Và rồi giảm rối loạn chuyển hóa thì tức là giảm cân, và giảm cân thì quay lại là gì, giảm rối loạn chuyển hóa đúng không ạ. Như vậy chúng ta được gì, được cả vẻ đẹp và gì, được cả sức khỏe là cái lý do đó. Thì cái vừa rồi tôi vừa giảng nó chính là gì, chính một cái điều rất người ta tìm thấy là gì, cái denphinidin là chiếm 80% trong gì, trong cái anthocyanin của query, thì tuyệt vời, rất là tuyệt vời, bởi người ta tìm thấy được rằng nó chính là gì ạ, chính là một cái chiến sĩ vô cùng tuyệt vời để ức chế các phân tử kết dính tế bào và cái phân tử mà gây viêm mạch máu, người ta gọi được tên của nó luôn. Thì ngày nay thì tôi biết được rằng là cũng có rất là nhiều một số những cái sản phẩm khác ở trên thị trường nó mới gắn, người ta phải tạo ra và người ta gắn cái yếu tố gì nhắm đích cái tế bào vi cam này và i cam này, các bạn hình dung chưa, là để cho gì các chất chống viêm ở nằm ở trong cái sản phẩm, ví dụ trong cái loại sữa chẳng hạn, nó sẽ gắn cái công nghệ nhắm đích, tức là cứ nhắm ở đâu có cái tế bào vi cam này thì cái chất chống viêm nó sẽ đến đấy. Nhưng query của chúng ta thì không cần cái điều đó, không cần con người tác động, mà gì chính cái enphididin này tự nó gì ạ, tự nó ức chế chính những cái phân tử gây viêm mạch máu này, các bạn thấy chưa, và cái phân tử kết dính tế bào nó được đặt tên là ICAM này, cho nên nó giảm cái sự kết dính tiểu cầu, cũng như là giảm cái cục máu đông, cũng như là giảm xơ vữa và giảm viêm nội mô, rất là tuyệt vời. Và nó tăng gì, tăng cái quá trình sản xuất NO là oxit nitric tại gì, tại cái màng mạch máu, khiến cho mạch máu gì trở nên đàn hồi và gì giãn được và co được đúng không ạ. Và như vậy thì vô cùng tốt cho gì, cải thiện cái tái tưới máu cơ tim, trong cái nhồi máu cơ tim, hoặc những người bị suy mạch vành đúng không ạ, hoặc là những người bị rối loạn cương dương. Mà rối loạn cương dương là một cái triệu chứng mà thường gặp ở những người béo phì, tiền tiểu đường và những người mãn dục nam đúng không ạ. Thì để biết được rằng là đây chính là một cái yếu tố cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ, nó tác động chính luôn vào cái tế bào mà gây viêm, cái tế bào kêu gọi các phần tử gây viêm hãy đến đây đi, tập hợp lại đây, và cuối cùng nó làm gây viêm loét thành mạch đúng không ạ. Thì đây chính là cái tế bào này, nó đã được đặt tên như vậy. Thì cái denphinidin của chúng ta nó lại tác động chính vào đây, chứ không cần phải không phải nhân tạo gắn gắn một cái yếu tố nhắm đích vào đây được nữa. Thì đây không khác gì là một cái sản phẩm thiên nhiên, nhưng lại là sản phẩm nhắm đích, các bạn hình dung chưa, sản phẩm nhắm đích tế bào viêm nội mô, rất là tuyệt vời nhé. Thì thực sự mà nghiên cứu rất là nhiều những cái sản phẩm tự nhiên thì tôi thấy rất là ít cái sản phẩm có khả năng này các bạn ạ. Hầu hết là nhân tạo phải gắn vào, như cái nhân tạo cũng hiện tại rất là ít. Tôi biết có một loại sữa gắn cái yếu tố đấy. Vậy thì chúng ta biết được rằng là cái khả năng chống viêm nội mô, chống viêm tế bào,
rồi giảm rối loạn chuyển hóa và qua đó giảm cân cũng như cái ngăn chặn hấp thu đường từ từ tinh bột và tăng tiêu thụ đường lấy từ từ mỡ từ cơ và tăng cái gì gluco vào vào cơ tức là tăng thức ăn cho cơ đúng không ạ? Thì đấy là cái cách làm của query đúng không ạ? Cách làm của query và ngoài ra là cái yếu tố chống viêm cũng như dọn rác của nó phối hợp vào nữa để xử lý các vấn đề mà rối loạn chuyển hóa gây ra đúng không ạ? Cái hậu quả của rối loạn chuyển hóa gây ra thì query cũng gì cũng tác động luôn đúng không ạ? Như vậy là gì để ngăn để tránh cái chuyện là vòng tuần hoàn luẩn quẩn là rối loạn chuyển hóa lại quay lại gì làm tăng cân chống giảm cân đúng không ạ? Thì đấy chính là xử lý cả rối loạn chuyển hóa và xử lý những cái hậu quả mà rối loạn chuyển hóa gây ra, tức là xử lý các gì các bệnh mãn tính do nó gây ra đúng không ạ? Thì đây chính là một cái cách giảm cân rất là tuyệt vời của query, thì tôi chốt lại ở cái bảng này đúng không ạ? Như vậy thì rõ ràng đây là một sản phẩm rất là cần đối với người tiểu đường. Vậy thì cách uống như thế nào để mà không tổn hại đến chính người ta thì lát nữa các bạn sẽ được được nghe đúng không ạ? Cái thành phần thứ hai thì các thành phần sau thì tôi sẽ đi lướt bởi vì nó rất là tuyệt vời và cũng nắm được là thế này, cách giảm cân của cà phê xanh đúng không ạ? Nó cũng lại giống query là ức chế cái enzyme alpha glucosidase này đúng không ạ? Nó là giảm hấp thu tinh bột. Như vậy lại một phần tử nữa xuất hiện để gì? Khiến chúng ta này ăn nhưng chúng ta vẫn cứ ăn nhưng mà không lo nhá. Chúng ta đây là lý do khiến chúng ta không phải kiêng ăn. Đấy. Và cũng lại ức chế alpha amylase giảm giải phóng và chuyển hóa tinh bột y như query luôn và cái này nó lại như này nữa giảm sản xuất tế bào mỡ tăng chuyển hóa mỡ tại mô mỡ trắng và tại gan riêng cái này tác động của nó như query và điều chỉnh các hormone phân giải mô mỡ ví dụ như adiponectin và leptin riêng cái con đường giảm mỡ của cà phê này gần tương tự như query đúng ạ tương tự như thế và nó cũng có khả năng dọn rác, khả năng chống oxy hóa cũng rất là tốt, đúng không ạ? Và chúng ta biết là gì gốc tự do có những gì sáu gốc lớn và hàng trăm những cái chất oxy hóa khác cơ mà, cho nên đòi hỏi về rất là nhiều những cái gì những cái chất chống oxy hóa khác nhau để phối hợp vào, thì đây chính là một cái con đường một cái cách phối hợp để tăng cái khả năng dọn rác để xử lý cái hậu quả của rối loạn chuyển hóa các bạn nhé, đó. Và chính thế này thì nó giúp làm sao giảm cái quá trình viêm do tế bào mỡ gây ra đúng không ạ? Giảm cái tác hại của tế bào mỡ. Thế cái thành phần quả quả bứa thì sao? Vì nó chứa một cái loại axit này cũng rất là nổi tiếng, axit hydroxyric đúng không ạ? Citric. Thì đây là một cái thành phần mà có chống béo phì cũng rất là tuyệt vời và trong nó cũng chứa một cái nhóm hoạt chất rất là lớn đó là polyphenol cũng giống như query đó là gì ạ? Là cái hoạt nhóm hoạt chất chống oxy hóa cũng rất là mạnh chống viêm rất là mạnh đúng không ạ và đây là cái cách giảm cân của quả bứa ở đây thì nó lại có hơi khác một chút đúng không ạ hơi khác một chút tức là nó giống query ở cái chỗ là gì thúc đẩy sử dụng ATP từ chất béo các anh chị dùng chưa cũng giống query ở cái điểm đấy duy trì dự trữ glycogen trong cơ thể và tăng sức bền khi luyện tập đương nhiên bởi vì nó tăng cho cơ được ăn đúng không ạ thì cái này giống query cái thứ hai nó khác đây này nó khác ở cái yếu tố này này ức chế hoạt động của enzyme phân cắt stearate ức chế tổng hợp axit béo tăng tốc độ tổng hợp glycogen ở gan các bạn thấy không? Nó cái này nó lại gì ạ? Ức chế một cái loại axit béo và cái axit béo này nó gây gây viêm tế bào mỡ. Các bạn hình dung chưa? Đó rất là hay. Và nó vô hình dung nó phân cắt cái này giảm bớt đi cái mỡ thừa trong cơ thể đúng không ạ? Chính bởi vì nó là axit béo mà. Và cái mô mỡ của chúng ta khi mà được cắt ra nó cũng tạo ra những cái gì? Những cái loại mỡ rất là nhiều những cái loại axit béo khác nhau nằm ở trong trong và một số thì được sử dụng làm năng lượng nhưng một số thì trở thành cholesterol xấu đúng không ạ một số thành gốc tự do đúng không ạ thì đây cũng là một cái quá trình mà tổng hợp axit béo và cái citrate này nếu như là trong cái quá trình bị rối loạn thì nó sẽ trở thành gốc tự do cũng rất là cao nhé ở đây nó cũng lại làm chậm quá trình hấp thu glucose của ruột non điều này để làm gì nó không ngăn
À, nó không ngăn nhưng nó lại gì ạ? Nó làm chậm quá trình hấp thu, đúng không ạ? Điều này cũng rất là hay đối với một người tiểu đường. Nếu như người ta không có QRI, người ta dùng riêng cái bữa này thì cũng làm sao? Cũng làm ngăn cái quá trình hấp thu của cái bữa ăn của người ta như thế. Cho nên nó cũng giảm gì? Giảm cái khả năng bị tăng vọt đường huyết sau ăn. Cũng rất là hay, đúng không ạ? Và một điều đặc biệt khác đó là gì? Nó tăng chuyển hóa cơ bản. Tức là nó khiến cho gì? Cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn kể cả khi nghỉ ngơi. Chuyển hóa cơ bản tức là cái gì? Quá trình chuyển hóa, quá trình đốt năng lượng khi chúng ta ngủ. Khi chúng ta ngủ thì cái năng lượng này chỉ cần cho não này, cho tim này, cho phổi này, cho thận chẳng hạn này, thì đó là chuyển hóa cơ bản, tức là cái lượng ATP đốt đi ở mức thấp nhất. Nhưng khi sử dụng quả bứa này thì làm sao? Nó tăng lên, có nghĩa là chúng ta ngủ ATP vẫn tiếp tục cung cấp, chúng ta vẫn gì, vẫn đốt cháy. Như vậy là chúng ta giảm cân bằng con đường này nữa, đúng không ạ? Và ngoài ra thì nó gây cảm giác, giảm cảm giác thèm ăn, đúng không ạ? Và nó cũng giảm cholesterol toàn phần, nhưng và nó lại cái gì, cả cái leptin. Bởi vì cái leptin là cái do tế bào mỡ tung ra, đúng không ạ, sản xuất ra để báo cho não bộ là gì, đủ rồi đấy, đủ năng lượng rồi, nhiều rồi, nhiều axit béo rồi, ngừng ăn đi. Nhưng mà lúc này thì sao ạ? Nó thừa đầy ở trong máu, gây rối loạn. Mặc bởi vì sao? Nó không gì, nó không được tiếp nhận, bởi vì não không tiếp nhận kháng leptin, đúng không ạ? Vậy thì lúc này thì hãy giảm đi tế bào mỡ, hãy giảm sản xuất cái này đi, bởi vì cái này nó sẽ lại trở thành một cái gốc, một cái chất oxy hóa khác, cái rác thừa lại gây tổn thương. Các bạn hình dung trong nhà chúng ta mà quá nhiều rác thì làm sao ạ? Ngày nào cũng xả, ngày nào cũng xả thì sao ạ? Rõ ràng là môi trường vô cùng nguy hiểm, đúng không ạ? Và đồng thời kích thích giải phóng serotonin. Cái điều này cũng rất là hay, bởi vì sao? Serotonin chính là cái hoạt chất trung gian, đúng không ạ? Tác động điều khiển đến từ nhịp tim cho đến gì ạ? Cảm giác hưng phấn, đúng không? Khiến chúng ta thì không bị trầm cảm này, vân vân vân. Đặc biệt là những người béo phì thì lâu dài thường đi kèm theo gì, trầm cảm các bạn nhé. Và những người gì ạ? Những người tiền tiểu đường hoặc những người tiểu đường, những người béo phì lâu dài thì sao? Thiếu serotonin này và gì, người ta trầm cảm. Và càng dẫn đến thì quá trình để rối loạn các cái kể cả rối loạn melanin, cái yếu tố mà gì gây giấc ngủ nữa. Đấy. Thì đây chính là một cái thành phần kết hợp rất là hay để cho cái sản phẩm của chúng ta nó trở nên hoàn hảo hơn, đúng không ạ? Chúng ta giảm cân nhưng lại chúng ta lại có sức khỏe, chúng ta chữa được rối loạn chuyển hóa, chúng ta chữa được, hạn chế, cải thiện được bệnh tiểu đường cũng như là bệnh tim mạch, cao huyết áp hay bệnh suy thận, đúng không ạ? Thì đây chính là một cái công dụng toàn diện của cái con đường giảm cân của QRI. À, đây là một cái bằng chứng, đúng không ạ? Trong thực tế thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều những cái chứng minh rồi, nhưng tôi chưa kịp hỏi các bạn để đưa lên. Thì như hôm nọ tôi có đọc qua ở trong Zalo là có một cái anh gì ở bên Tây đó, anh ấy giảm được 65 kg, đúng không ạ? Thì tôi chưa tìm hiểu kỹ là trong thời gian bao nhiêu. Như vậy là gì? Rất là tuyệt vời. Còn đây chính là gì? Đây là bằng chứng của những cái thí nghiệm khoa học, đúng không ạ? Thì từ béo phì độ 1, độ 2 thôi, đúng không ạ? Chỉ bổ sung mỗi gì ạ? Cái dứa thôi mà đã được như thế này rồi. Thì chúng ta biết được rằng nếu như sử dụng QRI thì nó mạnh mẽ như thế nào, đúng không ạ? Người ta sẽ kiểm tra hết từ gì, từ trọng lượng cơ thể đến chất béo trung tính đến gì, đến cholesterol xấu, cholesterol tốt thì tăng, đúng không ạ? Và leptin huyết thanh thì giảm, không không gây ra gốc do nữa, và serotonin thì tăng. Như vậy thì nó giảm trầm cảm rất là tốt, đúng không ạ? Đó. Và gì, còn tăng đào thải chất béo chuyện đã bị giáng hóa và chuyển qua nước tiểu nữa, đúng không ạ? Các anh chị đến gì 109%, nghĩa là thải ra rất là nhiều. Như vậy chúng ta sẽ thấy là những người này đi tiểu nó sẽ có màu này, có mùi hơi bị hăng lên này, hoặc là gì có bóng mỡ, đúng không ạ? Nhưng không sao, đấy là nó tăng đào thải, đúng không ạ? Vậy một cái thành phần mà có chỉ số orax rất là cao và nó tác động đến tận ti thể tế bào, và như vậy làm sao, đó chính là hạt tiêu đen nữa. Thì nó bổ sung vào đây để tăng cái quá trình hấp thu cũng như tăng cái quá trình chuyển hóa của gì, từ gì đạm, đặc biệt là đạm với mỡ, các bạn hình dung chưa? Và một điều nữa là gì, nó cũng tác động vào, nó làm liền làm cái quá trình bị tổn thương ti thể của tế bào do tế bào mỡ gây ra, thì bây giờ nó phục hồi cái quá trình đấy cũng rất là hay nhá. Đấy. Và đây chính là gì ạ? Nó tăng cái quá trình sản xuất năng lượng đấy. Có nghĩa là bây giờ
đường vào cơ rồi thì làm sao thúc đẩy cái tế bào phải gì tăng sản xuất năng lượng lên thì đường mới được tiêu thụ chứ, đúng không ạ? Và lúc này gì à, như vậy mới thực sự là gì, chúng ta được giảm cân, đúng không ạ, và tăng khả dụng sinh học của các hoạt chất khác. Tất cả các hoạt chất có trong query à, có trong trà hoặc là trà xanh hoặc là tất cả các thành phần kia đều gì? Đều được tăng cái tác dụng nhờ nó, đúng không ạ? Và ngoài ra nó cũng có khả năng ức chế hình thành tế bào mỡ. Ngoài cái chuyện là gì ạ? À, tăng đốt cháy mỡ nhưng nó ức chế cái con đường hình thành tế bào mỡ. Các bạn hình dung chưa? Một cái tế bào mỡ nó ở rất là lâu, chu kỳ sống của nó là gì ạ? À, những gì 10 năm. 10 năm mới hết một cái vòng sống của nó. Cho nên nó không dễ như là tế bào da chúng ta dùng hàng ngày đâu. À, tế bào da chúng ta có thể từ 28 đến 39 ngày, đúng không ạ? Ở người già thì lâu hơn một chút, nhưng tế bào mỡ nó là như vậy. Và ở những người béo phì thì sao? Số lượng tế bào có thể giảm. Đấy. Nhưng làm sao ạ? Tế bào mỡ nó phình phình to này, rất là to và nó đẩy lệch cái tí ti thể vào một góc và lúc này ti thể làm sao không hoạt động được. Bạn hình dung nó cứ to phình và nó chỉ có chứa mỡ rồi và tế bào mỡ rất là to, to kềnh càng và lúc này nó không làm được việc, nó chỉ viêm nhiễm thôi, gây viêm nhiễm, gây hỏng, gây thối thôi. Đó. Thì làm sao ạ? Lúc này thì ức chế cả hình thành tế bào mỡ nó rất là tuyệt vời. Tế nguyên bào gốc mà tạo thành tế bào mỡ thì bây giờ không thành nữa. Đừng thêm nữa, tôi chưa xử lý được cái đống lù lù kia thì cớ gì anh lại phải hình thành thêm, đúng không ạ? Thì đây chính là cái tác dụng của hạt tiêu, đúng không ạ? Khiến cho cái khả năng gì ạ? Xử lý cái khối mỡ kia trở nên toàn diện hoàn hảo hơn, đúng không ạ? Ngoài ra nó tăng chuyển hóa mỡ trong gan, chống rối loạn chuyển hóa mỡ rất là tốt. Cho nên những người bị béo phì hay những người viêm gan, nhiễm mỡ gan sử dụng cái query của chúng ta cũng rất là tốt nhá. Đấy. Và ngoài ra làm sao ạ? Nó còn có tác dụng phá vỡ tế bào mỡ, tăng sinh nhiệt. Hay chưa ạ? À, như vậy là đây là một cái tác dụng phối hợp. Và ngoài ra cũng giống như quả bứa, nó tăng chuyển hóa cơ bản và đốt cháy nhiều calo hơn khi nghỉ ngơi. Như vậy là yên tâm nhá. Cho nên bạn, các bạn à, qua đấy thì lát nữa chúng ta sẽ biết cái chiến lược giảm cân của chúng ta là như nào. Chúng ta không cần thiết phải nhịn ăn, không cần cần thiết phải kiêng, đúng không ạ? Chúng ta chỉ không ăn nhiều thôi. Một cái tác dụng khác của hạt tiêu đen nó lại là duy trì lượng glucose ở mức ổn định. Hay chưa ạ? Chúng ta nhịn ăn này hoặc chúng ta ăn quá liều, uống quá liều cái thuốc giảm cân có thể dẫn đến tụt đường huyết chẳng hạn. Thì đây là một cái thành phần mà nó duy trì ở cái mức ổn định. Nó sẽ giữ cho chúng ta gì ít dẫn đến tình trạng cực đoan hơn, đúng không ạ? Khi mà chúng ta giảm cân hoặc là ăn kiêng quá mức hoặc vân 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 vân, đúng không ạ? Ngoài ra đương nhiên để giữ duy trì cái lượng gluco máu ổn định thì nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác, đúng không ạ? Và ngoài ra đây cũng lại là một hoạt chất mà cải thiện những cái nội tiết tố à, cái hormone hưng phấn, đúng không ạ? À, hormone hạnh phúc. Đấy, tăng cái cảm xúc tích cực lên, đúng không ạ? Đặc biệt vô cùng cần đối với những người béo phì và những người tiểu đường mà đã tổn thương đến thần kinh, thường là trầm cảm. Và những người bị cao huyết áp, thế dùng thuốc cao huyết áp lâu luôn luôn dẫn đến trầm cảm. Các bạn hình dung chưa? Đó. Và ngoài ra thì nó chống viêm và giảm dị ứng rất là tốt. Nên là nó ngăn cái khả năng có thể người một ai đó làm sao nó hạn chế cái khả năng dị ứng. Bởi vì có những người phù hợp với sản phẩm này có thể dùng không bị dị ứng, nhưng cũng có thể có những người gì bị dị ứng. Thì đây cũng là một thành phần mà gì thêm vào đây thì chúng ta nó sẽ giảm, nó hạn chế cái khả năng bị dị ứng với sản phẩm nữa nhé. Gừng cũng vậy thôi, là một cái hoạt chất, một cái thành phần mà có khả năng chống oxy hóa rất là cao, đúng không ạ? Rất là cao. Và đây là cái cách giảm cân của gừng. Nó tăng, à đây lại là tăng trao đổi chất và thúc đẩy tiêu hóa. Đúng rồi, bất cứ cái món ăn nào chúng ta cho gừng hoặc cho hạt tiêu đều gì? Đều dễ tiêu, đúng không ạ? Đặc biệt là đối với đạm và mỡ, đúng không ạ? Cho nên đây chính là gì? Tăng cắt nhỏ, tăng thủy phân đạm và mỡ cho chúng ta và nó hấp thu vào máu và gì? À, tạo cái quá trình trao đổi chất à, nó trôi chảy hơn, đúng không ạ? Và ngoài ra nó khả năng kích thích phân hủy chất béo, đúng không ạ? Và đặc biệt nó giảm mỡ trung tính. Mỡ trung tính này thường có gì ạ? Có ở thức ăn rất là nhiều nhá. Và vào trong gan nó lại được gì? À, tổng hợp thành triglycerid nữa. Và chính vì thế cho nên làm sao chúng ta đi xét nghiệm máu ở những người béo phì hay tiểu đường hay tim mạch đều phải gì? À, kiểm tra cái này. Bởi vì cái này nó sẽ gì ạ? À, qua một con đường chuyển hóa nữa nó sẽ dẫn đến gì ạ? À, tăng cái xơ vữa, tăng cái cholesterol xấu. Các bạn hình dung chưa? Đó. Và đây chính là gì? Một cái yếu tố mà đánh vào cái mỡ bụng, bởi vì cái mỡ bụng hay là cái mỡ trung tâm là cái mỡ già nhất, mỡ bị rối loạn nhất, mỡ bị viêm nhiễm nhiều nhất, đúng không ạ? Thì cái anh này nó tăng sinh nhiệt mà nó gì sẽ tác động vào đấy. Đấy.
Và ngoài ra nó có khả năng ức chế gốc tự do, đúng không ạ? Kiểm soát viêm và giảm kháng insulin, đúng không ạ? Vì vậy nên là nếu mà chúng ta uống nước gừng vào lúc đó thì chúng ta cũng biết, đúng không ạ? Nó sẽ gì? Nó sẽ tăng cái tiêu thụ glucose. Cho nên làm sao chúng ta nhiều khi rất là nguy hiểm. Vì thế nên người ta phải pha một chút đường vào nước gừng chẳng hạn thì nó sẽ chống tụt đường huyết, đúng không ạ? Quế cũng vậy, cũng một cái thành phần như vậy, một cái khả năng. Thì quế làm bằng cách gì ạ? Tăng trao đổi chất thúc đẩy tiêu hóa giống như gừng, nhưng nó lại gì? Tăng tổng hợp glycogen tại gan, đúng không ạ? À, tăng cái dự trữ đường ở gan đi và đừng có gì tống ra máu, đúng không ạ? Thì query của chúng ta lại là gì ạ? Giảm cái gì ạ? Chuyển glycogen thành thành đường, đúng không ạ? Đấy, thì tất cả là đều gì ạ? Giữ cái glycogen ở gan này để cho gì ạ? À, tốt cho gan thôi, đúng không ạ? Và tăng hoạt động thủy phân chất béo từ thực phẩm. Cái này thì nó lại tác động trực tiếp, đúng không ạ? Từ thực phẩm nó sẽ phân cắt thủy phân ra và do vậy nó giảm những cái chuỗi dài, những cái axit xít béo chuỗi dài khó tiêu và chất béo xấu, đúng không ạ? Và nó giảm cái triglyceride, chỗ này lại là viết chữ O ở đây. Và nó tăng cái cholesterol tốt, đúng không ạ? À, trong cái nghiên cứu khoa học thì người ta thấy là gì, cứ giảm triglyceride, đặc biệt là gì, tăng cái gì, cholesterol tốt thì thường gì tác động rất tốt đến cái khu vực mỡ trung tâm và nó sẽ gây có cái tác dụng giảm eo nhá. Thì lúc nào tôi sẽ tìm hiểu sâu cái cơ chế tại sao mà nó lại tác động như thế, nhưng chúng ta biết được rằng là nó sẽ gì, giảm quá trình viêm nhiễm cũng như cắt nhỏ những cái mỡ, mà đặc biệt mỡ bụng và gì mỡ nội tạng là cái khối mỡ mà gì đã tích tụ từ rất là lâu, đúng không ạ? Cái này hoạt động của nó không khác gì ạ, không khác gì gừng với quế là nó có tác dụng không khác gì nhau, đúng không ạ? Trà xanh cũng tương tự như vậy, khi nãy chúng ta đã nghe rồi. Vậy kết thúc là cái gì? Cơ chế giảm cân của query có thể gì ạ? À? Có thể đúc kết ở một cái sơ đồ như thế này. Các bạn chỉ cần nhớ như thế này là biết được cái cơ chế giảm cân của nó ở mức độ phân tử, mức độ đây mới là cơ chế, đúng không ạ? Từ nãy giờ chúng ta giảng để chúng ta hiểu thôi, bây giờ kết lại ở một cái sơ đồ này, các bạn sẽ nhớ được cái này, đúng không ạ? Tại ruột thì nó ức chế cái enzyme này để giảm hấp thu tinh bột, đúng không ạ? Và tại gan thì làm sao ạ? Tại gan thì nó làm giảm, nó không cho cái men này để chuyển thành đường, đúng không ạ? Nhưng tại mô thì làm sao ạ? Và tại mỡ thì nó lại gì, kích hoạt cái enzyme này, cái men này để tăng đốt cháy và đào thải chất béo, đúng không ạ? Và ngoài ra thì cái sản phẩm của chúng ta gồm gì, tích hợp của rất nhiều thành phần kia, từ trà xanh đến quế đến cà phê đến gừng thì đến hạt tiêu, thì làm sao nó tăng trao đổi chất, đúng không ạ? Tăng cái quá trình trao đổi chất của tế bào ấy, đúng không ạ? Nó tăng được ăn hơn, tăng đốt cháy hơn, đúng không ạ? Và tăng cái sản xuất năng lượng tại thi thể tế bào và gì, đương nhiên nó bảo vệ cái ADN cũng rất là tốt, đúng không ạ? Và tăng chuyển hóa cơ bản, đúng không ạ? Khi nghỉ ngơi cũng vẫn đốt cháy, đúng không ạ? Và ngoài ra nó làm giảm kháng insulin tại mô và cơ, đúng không ạ? Và tăng sử dụng glucose tại tại mô tại cơ, đúng không ạ? Vì vậy nên sao nó, ví dụ tại xương chống loãng xương, đúng không ạ? Tại cơ làm khỏe cơ, bền cơ, đúng không ạ? Và ngoài ra cái khả năng chống oxy hóa, chống viêm, chống rối loạn chuyển hóa, phục hồi chức năng nội tiết của tế bào mỡ nữa các bạn nhé. Thì như vậy là gì ạ? Những cái tế bào mỡ nào chưa bị tiêu hủy đi thì trở về gì, lành lặn và hoạt động nội tiết tốt lên, đúng không ạ? Thì đây là cái khả năng và cái cơ chế, cũng như là qua đây cũng thấy được là cái công dụng của cái sản phẩm giảm cân QRD của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ xem sự khác biệt của sản phẩm so với rất là nhiều sản phẩm khác như nào. Thì cái nổi bật của sản phẩm này là gì? Là tập trung vào ngăn hấp thu đường bột và tăng sử dụng đường tại mô. Đấy là xong cái phần về đường nhé. Thứ hai, tập trung vào giảm mỡ bằng cách tăng đốt cháy và ức chế sản xuất tế bào mỡ, đúng không ạ? Đó. Thứ ba, tập trung vào gì, sản xuất năng lượng, đúng không ạ? Đốt cháy năng lượng. Thứ bốn, thông qua con đường chống oxy hóa, chống viêm để xử lý rối loạn chuyển hóa mỡ và xử lý rối loạn chuyển hóa đường. Các bạn thấy chưa? Thứ năm là giảm mỡ tăng cơ, cung cấp dinh dưỡng, giảm lão hóa và không mệt mỏi, bởi vì nó cung cấp dinh dưỡng, đúng không ạ? Và đặc biệt nữa là gì? Kết hợp các nguyên liệu thiên nhiên có gì? Orắc cao nhất,
đúng không ạ? Nó là một cái top các nguyên liệu nằm ở cái top mà Oracle cao nhất, đúng không ạ? Vậy thì đây chính là cái công dụng của viên nén này. Thì chúng ta cũng vừa rồi chúng ta đã tôi đã các bạn đã nghe chia sẻ rồi đúng không ạ? Đây là cái gì? À, viết ngắn gọn lại đây để chúng ta hiểu, và trong đó đặc biệt là gì ạ? À, đặc biệt là gì? Thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng đốt cháy mỡ, đào thải chất béo rồi, nhưng đặc biệt là gì ạ? À, cung cấp chất chống oxy hóa, tăng sức đề kháng cơ thể, hạn chế nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường, suy giảm trí tuệ, chống hủy xương, giảm loãng xương, chống lão hóa và làm đẹp da tóc, giảm mỡ, tăng cơ, đẹp dáng và khỏe mạnh, cung cấp dinh dưỡng năng lượng mức mức thấp nha cho bữa ăn kiêng. Thì cái này nó cũng là gì ạ? Cái cũng là một cái giống như cái công dụng, nó chỉ khác một chút với cái sản phẩm Quiari xác của chúng ta thôi, đúng không ạ? Và cái đặc biệt cái khả năng chống giảm cân của nó thì nằm ở nửa trên, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nhớ những công dụng này để chúng ta có thể chia sẻ. Chúng ta chỉ nhớ những cái trang cuối thôi. Khi nãy là để các bạn tìm hiểu. Vậy thì khi sử dụng nó thì chúng ta có những lưu ý gì? Bởi vì nó tốt nhưng không phải nó tốt với tất cả mọi người, đúng không ạ? Tuy rằng là nó hầu như không có tác dụng phụ, nhưng chúng ta nên chống chỉ định với phụ nữ có thai và người dưới 15 tuổi, trừ khi là người đó bị béo phì, đúng không ạ? Bởi vì nó có thể tác động đến rất là nhiều, tại vì cái người dưới 15 tuổi thì người ta gì cần chưa nên nghĩ đến eo đến dáng, mà cần phát triển nên phải cần phải đầy đủ, và đặc biệt nó phải cân bằng bữa ăn là gì, 60% năng lượng đến từ đường, 25% năng lượng đến từ nạc và 15% đến từ mỡ, đấy mới là cân bằng, đúng không ạ? Và lưu ý thận trọng với người bị bệnh dạ dày, bởi trong này gì ạ? Có rất là nhiều một số những cái axit, và đặc biệt là gì, có thành phần của dứa hoặc của cà phê vân vân, thì nó có gì tăng cái serotonin, và ở những cái người mà bị bệnh dạ dày thì có thể gây gì, có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, có thể đau. Thì cái cách uống thì nó phải khác, đúng không ạ? Có thể là người đó gì ạ, uống sau bữa ăn, uống lúc no nhưng không được uống lúc đói, hoặc là gì, có thể uống gì ạ, kèm với thuốc dạ dày vân vân, tùy từng cá nhân nhá. Và đối với người huyết áp thấp thì không nên uống lúc đói, đúng không ạ? Bởi vì nó có thể gì ạ, à, kèm theo vừa tụt huyết áp lại vừa tụt đường huyết, đúng không ạ? Thì rất là nguy hiểm đối với người ta. Và với những người tăng huyết áp thì sao? Thì không dùng cùng lúc với thuốc hạ áp và thuốc chống đông nhá. Nếu người nào mà đang tăng huyết áp mà người ta vừa uống thuốc hạ áp vừa thuốc chống đông rồi thì không nên dùng cùng lúc, dùng cách ra và phải điều chỉnh liều so cho phù hợp, đúng không ạ? Còn với người tiểu đường thì sao? Thì vẫn nên giữ chế độ ăn của người tiểu đường theo đúng, chia nhỏ bữa vân vân, và không dùng cùng lúc với thuốc hạ đường huyết các bạn nhé, để giảm nó tụt đường huyết quá, đúng không ạ? Hãy cân đối với tùy từng người, đúng không ạ? Và đặc biệt có một lời khuyên là tất cả chúng ta nên xét nghiệm kiểm tra mỡ máu, và đặc biệt đối với những đối tượng này thì nên kiểm tra mỡ máu, đường máu trước và mỗi 4 tuần sau khi sử dụng để điều chỉnh cho nó phù hợp, đúng không ạ? Trong cái quá trình dùng thì sẽ có khá nhiều vấn đề sẽ xảy ra, chứ nó không đơn thuần không đơn thuần là xuôi chèo mát mái giống như chúng ta chỉ nghe, đúng không ạ? Vậy thì với mỗi cá nhân và bản thân chúng ta khi mà chuẩn bị giảm béo thì ngoài thì chúng ta phải xây dựng một cái chiến lược giảm béo, giảm cân phù hợp với chính chúng ta thì nó mới có hiệu quả. Tránh trường hợp có những người gì không xây dựng cho mình được cái chiến lược phù hợp, cho nên làm sao có những người uống thì 2 liều, 3 liều hay mấy tháng vẫn không thấy giảm cân, đúng không ạ? Hoặc giảm rồi xong rồi thời gian sau dừng thuốc, dừng sản phẩm nó lại lên cân, bởi vì không biết xác định cái tình trạng của mình và không xây dựng được chiến lược giảm cân phù hợp. Thì đây chính là một cái chiến lược mẫu, đúng không ạ? Xây dựng chiến lược giảm cân các bạn sẽ dựa trên cái sườn này, đúng không ạ? Đầu tiên phải xác định chỉ số BMI cần đạt của cá nhân, của bản thân mình. Xác định vòng eo cần đạt, đúng không ạ? Và xác định số calo phù hợp với bản thân. Thì mình phải tự lên thực đơn. Người tiểu đường phải tự lên thực đơn, người huyết áp phải tự lên thực đơn, và bản thân chúng ta phải lên thực đơn dựa vào cái gì? Tình trạng rối loạn chuyển hóa của mình, dựa vào cái chỉ số vòng eo vân vân, đúng không ạ? Thì chúng ta phải xác định được đến từ tinh bột sẽ là bao nhiêu, đến từ chất béo là bao nhiêu, đến từ nạc là bao nhiêu, đúng không ạ? Thì chúng ta mới xử lý được nó hoàn hảo. Tránh trường hợp có những người dùng vài liều mà không thấy ổn. Không phải là sản phẩm của chúng ta không tốt, mà vì chúng ta không biết cách
dung hòa nó với cách ăn uống hàng ngày, đúng không ạ? Cái thứ bốn, phải xác định được lượng nước uống phù hợp, bởi trong quá trình đốt cháy năng lượng cần rất là nhiều nước. Nếu không có nước thì không có phản ứng xảy ra, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải xác định được lượng nước uống phù hợp với từng người. Bởi vì sao? À, với mỗi người uống liều sẽ khác nhau. Và phụ thuộc vào cái quá trình vận động của họ nhiều hay ít nữa, đúng không ạ? Thứ năm, xác định chế độ vận động phù hợp. Các bạn nhớ nha, nếu chúng ta chỉ ngồi một chỗ chúng ta uống thì cái kết quả nó sẽ không bền và không thực sự gì ạ, không thực sự tăng cơ mà giảm mỡ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có nguy cơ hoặc là gì giảm cả gì cả cơ cả mỡ, và như vậy rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Thế cho nên chúng ta phải xác định được chế độ vận động phù hợp với mỗi cá nhân khi chúng ta sử dụng cái này để chúng ta tăng hiệu quả, đúng không? Không chúng ta lại bảo là sản phẩm không tốt, và hoặc là chúng ta sẽ lãng phí một một cái sản phẩm tốt như thế này, đúng không ạ? Thứ sáu là thay đổi thói quen xấu, ví dụ ăn đêm, ăn thức ăn chế biến sẵn và đồ ngọt, đúng không ạ? Mặc dù chúng ta ăn ít nhưng mà thay vì ăn thức ăn tươi chúng ta lại chế độ ăn đó toàn là chế độ ăn chế biến sẵn chẳng, hoặc là chúng ta xào, chúng ta ăn đồ rán, hoặc là chúng ta ăn này chất béo chuyển hóa. Chất béo chuyển hóa là gì? Đồ chiên rán bằng dầu. Nó nằm ở gì? Ở KFC, nằm ở gì? Nằm ở những cái loại bánh, những cái sản phẩm thực phẩm ăn nhanh và rán bán ở ngoài hiệu. Bởi vì những cái dầu dầu thực vật bình bản thân nó, những cái dầu ép từ thực vật không không xấu, nhưng những cái chất bảo quản nó, chống đông nó mới là gì? Để biến nó thành dạng gì? Dạng không bị đông nó thì làm sao mới là chất xấu. Và những chất đó thì sẽ bị bốc khói ở những cái điểm nhất định khi mà đun nóng, thì bắt đầu đến điểm bốc khói là gì? Quá trình peroxy hóa lipid xảy ra, tức là cái quá trình oxy hóa chính cái dầu ấy xảy ra. Bạn hình dung chưa? Và lúc này chúng ta ăn là chúng ta ăn chất độc. Đấy. Thì làm sao ạ? Tự dưng tăng chất độc vào và phá hủy nốt những cái gì? Tế bào mỡ ở trong cơ thể chúng ta. Rất là nguy hiểm đúng không ạ? Tế bào mỡ tốt, ví dụ phá hủy omega 3 trong cơ thể, thì có nghĩa là ảnh hưởng toàn bộ cơ thể luôn, đúng không ạ? À, cái thứ bảy, chống rối loạn chuyển hóa, đương nhiên giống như vậy, đúng không ạ? Và số thì phải xác định được mình, đúng không ạ? Xác định được mình. Vậy muốn biết được nó như thế nào thì chúng ta phải gì? Kiểm tra sức khỏe, chúng ta phải kiểm tra được máu, chúng ta biết được rằng là lượng mỡ máu của chúng ta là bao nhiêu, triglycerid là bao nhiêu chứ, đúng không ạ? À, cholesterol của chúng ta bao nhiêu thì chúng ta mới biết được là chúng ta sử dụng cái này có hiệu quả hay không, thì chúng ta mới điều chỉnh nó, đúng không ạ? Và chúng ta phải nắm được bằng chứng là chúng ta có bị rối loạn chuyển hóa hay không bằng cách gì? Xác định chỉ số BMI và vòng eo và xét nghiệm, đúng không ạ? Và bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chức năng giảm cân phù hợp, đó chính là QRI, và chúng ta sẽ tính toán nhé. Và bổ sung thực phẩm bảo vệ tăng sức đề kháng và khả năng cái chống oxy hóa nữa, đúng không ạ? Chúng ta còn phải gì? Xử lý các vấn đề trong cơ thể, đúng không ạ? Và bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chức năng cải thiện nội tiết nữa, đúng không ạ? Với những với phụ nữ mà gì mãn kinh, với phụ nữ mãn kinh hoặc phụ nữ suy giảm nội tiết tố, ví dụ sau đẻ 1 2 3 đứa bé thôi thì làm sao ạ? Cứ béo dần lên, chính là gì? Rối loạn chuyển hóa rồi. Mà có nguyên nhân đến từ nội tiết nữa. Bởi vì giảm estrogen tức là gì? Nguy cơ rối loạn chuyển hóa mỡ rất là lớn, và gì? Dẫn đến gì ạ? Dẫn đến rối loạn chuyển hóa mỡ. Cho nên là bụng thì to ra, đúng không ạ? Đặc biệt là những người phụ nữ mãn kinh mà không có chế độ gì dinh dưỡng cũng như luyện tập tốt và xử lý tốt cái nội tiết này thì sao? Bụng thì to, mông thì teo, đúng không ạ? Thì đây chính là gì? Muốn hiệu quả tốt chúng ta phải bổ sung thực phẩm bảo vệ có chức năng cải thiện nội tiết nữa, thì làm sao ạ? Khi ăn vào, khi sử dụng cái này thì làm sao cơ nó mới tăng, mỡ nó mới giảm, đúng không ạ? Và cái thứ 11 là kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng. Thì đây là cái chiến lược giảm cân mà chúng ta nên sử dụng, chứ không chỉ là chúng ta đơn thuần mua cái này về chúng ta uống, đúng không ạ? Thì nếu như tất cả chúng ta thực hiện được 11 bước này thì chúng ta sẽ có kết quả hoàn hảo cả về sức khỏe lẫn vẻ đẹp, đúng không ạ? Và như vậy thì sao ạ? Không phí cái việc mà chúng ta đã gì tin tưởng vào cái sản phẩm này, đúng không ạ? Bởi vì sản phẩm thực sự rất là tốt. Và nó do cách dùng của chúng ta mà thôi, cách phối hợp của chúng ta mà thôi. Được chưa ạ? Vâng, đến đây thì tôi đã chia sẻ những cái cơ bản nhất của cái bài này, đúng không ạ? Nhất cái bài này. Tôi thì thấy cũng chưa thấy là thỏa mãn với nó lắm đâu. Đây thì là những cái đường link dẫn đến những cái tài liệu khoa học uy tín,
nói về các vấn đề này nhiều lắm, nhưng tôi dọn chọn đây một chút để ai đó lúc nào các anh chị mà có nhu cầu tìm hiểu thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây, thì rất là hay, rất là hay, hay lắm nhá. Rất cảm ơn các anh chị. Bây giờ chúng ta gặp nhau một chút để chia sẻ nhé. Có lẽ là tôi nói hơi nhiều rồi đúng không ạ? Cảm ơn các anh chị.